Gửi đến cậu, người luôn nỗ lực hết mình. Phải, thế giới này thật sự tàn nhẫn. Có thể con người ta sẽ bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, sứt đầu mẻ chán, có khi còn chẳng muốn bỏ dậy nữa. Nhưng có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sau này sẽ trở nên khác biệt. Đừng nhìn về quá khứ nữa, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng. Hãy cứ hết mình ở giây phút hiện tại, mọi thứ chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta nhất định rồi sẽ ổn thôi. Là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Trình trưởng thành, có những lúc chúng ta sẽ ngã thật đau, tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa, muốn bỏ cuộc và thấy mình bất tài, vô dụng. Cuộc đời không phải không muốn bạn hạnh phúc nên là nó cứ liên tục trao cho bạn thử thách và bất hạnh đâu. Chỉ là nó muốn khi bạn thực sự khóc đến vỡ òa vì hạnh phúc, trái tim bạn đã đủ mạnh mẽ để chống chọi với thế gian. Là mỗi khi mặt trời lặn, đưa tôi chiếc máy ảnh, tôi sẽ cho bạn thấy những câu chuyện. Đừng tự dằn vặt mình từ những lỗi sai đã cũ, hãy tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Nằm anh lên sổ thích xem hoạt hình, nhưng anh không thích nước mắt giữa trưa mặt mình. Khi ba anh nói anh càng lớn thì càng lười, còn mà học rốt mai sau lấy gì làm người. Năm anh 16, thích viên nhập tình, mẹ anh hay nói đừng để nó lừa gạt mình. Những sự hào nhoáng con thấy trên truyền hình, luôn kèm những thứ đang mong muốn làm phiền mình. Mong các em trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ nhả về sau. Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, thậm chí có những đoạn năm tháng, các em rồi sẽ phải gồng mình chống lại cả thế giới, nghi hoặc về bản thân, mất niềm tin rất nhiều về hiện tại. Thế nhưng để đứng được ở nơi không ai đứng được, bắt buộc phải chịu được những chuyện mà người khác không chịu được, hy vọng sự nỗ lực của các em được công nhận, không hổ thẹn với chính mình. Chúc các em thuận buồm xuôi gió, thẳng tiến về những tháng ngày vinh quang. Tôi không phải là một bông hoa xinh đẹp đâu. Ngay cả khi không ai đánh giá cao, bạn vẫn phải như một bông hoa. Việc của hoa đâu phải là trở nên rực rỡ, mà là nở. Nở mày, nở mày. Tất cả đều là của riêng bạn. Sự xuất sắc của bạn không cần ai chứng minh. Nhìn xem, thứ họ cầm trên tay là bút viết để chứng tỏ sức tay một khôn khéo. Còn cậu thì đang mày mò bên chiếc điện thoại vô tri vô giác mà thỏa mãn tươi cười. Cậu có biết không, chúng ta nên ghét chuyện vui mà tiếp tục chính sự. Đừng vì phải phút lơ đãng mà khiến những năm đèn sách tàn nát biết mất từ hư vô. Bây giờ em tập trung em học, sau này em làm chủ tịch, em làm CEO, em làm founder. Thay vì mình đi theo đuổi một con ngựa, nó rất là tốn thời gian. Mình đừng có đi theo đuổi con ngựa để làm gì. Mình dùng cái thời gian đó mình nuôi cỏ đi. Sau này có một vườn cỏ rồi ngựa nó đến nó ăn đó. Tha hồ mà nữa. Chúng ta không cần trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để hài lòng hoặc có sự yêu quý của tất cả mọi người, bởi vì đó là điều hầu như không thể và cũng không cần thiết lắm. Vì mỗi người sẽ có một cá tính, mỗi người sẽ có một chất riêng, chúng ta chỉ cần là chính mình, sống đúng với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra.